mày nè. Cái nó nhập vô nó nói mẹ 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 đừng có mẹ nói cha với em á, đừng có chửi chị nữa, đừng có chửi chị nữa. Mà chuyện này nó quá làm dữ rồi chú, hồi chiều á nó chợ mắt nó lên nó làm cái cha nó không sợ mi lấy thuốc giật cho uống, mà ổng không biết cái tôi nó thôi ông ngồi đây đi, ông ngồi đây ông vuốt ông năn nỉ con tiếp tôi đi, ông đừng có cho uống thuốc nữa, ông không tin thì ngồi đây thì chiều nay ông có tin để hồi ấy ông cũng không tin kiểu vậy mà ông không tin đó. Thì chiều cái lần thứ ba là 6 giờ chiều tôi cúng không, nó chợ mắt nó lên cái ổng nhét viên thuốc dịch vô, ổng nói sao kỳ, nếu mà không dịch là ổng chở đi bệnh viện nữa đó. Cái tôi mới nói năn nỉ nó con bây giờ tự nhiên mình cũng nghĩ là thôi con trả xác cho chị đi, giờ mẹ chở con xuống chùa ở gần nhà nè. Đó, thì năn nỉ từ từ nó mới trả xác lại thì mới tỉnh lại, rồi đầu hai mẹ con mới lấy áo cúng đi xuống chùa cúng. Yeah. Cúng rồi về nhà cúng cũng chưa phải đâu. Nếu mà giờ chú con dịch vậy đó, nó giật vậy là nhẹ đó. Cũng vẫn còn giật vậy đó. Nó giật tay chân, nó giật dữ lắm chú ơi, chiều nó giật dữ lắm. Nó kiểu mà nó tức lắm, tức mà tôi nói chú nghe nước mắt nó tuôn vậy đó, bao chùi nước mắt không kịp vậy đó. Con mẹ năn nỉ con, nó mà đứa này vô nhập vô xong mày nói chuyện xong mà tới đứa khác ra. Yeah. Tôi nói chuyện chú mà cái cánh tay cho nè. Nó giật vậy đó. Cái sáng á tôi dòng bốn cái bài gì hồi đó tôi bỏ đó, nó rồi giờ nó nhập vô nó đòi đi chùa, đòi đi lên chùa ở chùa Phúc Điền Trại Dũng, mà giờ bệnh không đi được. Cái chú coi á, nó chiều nó trợn trắng hai con mắt á, nó trợn trắng là nó giận, nó khóc lắm. Cái ba lần hồi trưa giờ là ba lần. Cái chiều nay cuốn tôi nó nghĩ nó là con ơi, giờ con trả xét là cho chị bình thường đi, đặng mẹ chở chị xuống chùa ở gần nhà nè, cũng chùa Quả Hảo nữa, chùa Đạo Quả Hảo á. Cái năng lực thôi con trả xét cho chị đi, cho chị bình thường đi, mẹ chở chị đi thì đi với cúng là chị nó làm chồng y nè, bình thường xác đi bình thường đi, nó cúng lẹ làng. Mà tới truyền gia về tôi cũng đợi cái cô ở trong chùa đó, tôi nói cô nói cho dòng nó biết chú coi gia về nó không cho là nó giật về, tới giờ nó không cho về nhà nó giật vậy đó, nếu mẹ với chị phải ở chùa mà chú coi dịch bệnh này đâu có ở được đâu. Giật sao vậy nè nó giật nè, chú thấy ta nó giật không, hồi chiều nó làm dữ lắm, nó trợn trắng hay con mắt nó lên hay nó cứ ngắt luôn, mà nước mắt nó tuôn vậy đó. Nó khóc nó đòi mẹ với chị phải đi chùa tu, mà là lỡ dông ở trên chùa Phước Điền chạy ruộng hôm tháng 5 rồi đó. Tức là cái cô gái này là có những cái dông nhi theo hay sao, những cái nhi nhập hả? Là hồi đẻ nhỏ này ra là đầu tiên nè, Trà My này nè. Đó rồi mấy năm sau á tôi kế hoạch cái gì tôi cũng bị dở kế hoạch hết trơn á, là tôi như mình nghèo khổ nữa, hồi đó mình còn nhỏ nữa, mới mười mấy tuổi mình lấy chồng là tôi có bỏ thai bốn lần đó. Yeah. Thì nó vô xác bốn lần. Yeah. Thì nó vô xác nó nói là con là con của mẹ, nó cũng như nó vô xác nó hành ói nãy giờ ăn cháo với ói ra trơn. Yeah. Nó mới tôi mới cúng lại mẹ nè, hai mẹ con cúng cho nó giái là thân bệnh tâm bệnh căn bệnh buồn thì Trà My vậy đó, rồi cầu cho cái phần theo Trà My á được mà cúng lại này kia. Cái nó nhập vô nó nói là con của mẹ. Yeah. Thì hồi đó mẹ bỏ con tháng gì đó. Con có tên tuổi chân á, rồi tôi mới trình với cụ quyền, tôi mới nấu ba mâm cơm trai tôi đặt tên, thì thằng con trai thứ ba là em Trà My nè, là anh trai. Yeah. Nó nói nó là anh trai, anh trai. Yeah. Gái gì là nó nói hết á. Yeah. Thì nó nói con là con trai, thì tôi mới đặt là Bùi Đức Hạnh đó. Yeah. Thì tới cái thai thứ tư là nó cũng vô, nó nói con là con của mẹ, con là con gái. Yeah. Thì tôi mới đặt là Bùi Thanh Hiếu. Yeah. Đó. Rồi cái cũng từng cái thai nó vô nó nói thì mình đặt tên xong thì mình mới đưa lên cho chùa Phước Điền đó cho nó tu rồi đó. Rồi cái thai thứ hai với cái thai thứ ba là tên gì? À,
cái thai thứ ba là Bùi Đức Hạnh, là em trai của My, kế My nè. Rồi tới thứ tư là Bùi Hiếu Hiền. Vậy là hồi đó là coi như là hồi lúc thế mà nào? Lúc đầu là lúc mới lập gia đình đó là chị phá thai 4 lần luôn hay khổ quá đúng không, phá thai hả? Đúng rồi, cũng như là 3 năm nay nè, tôi có thai là tôi định để xong đó, là chỉ bỏ ra mi mới có được cũng là mình bỏ ra là còn nằm ở đây là tôi để rằng tôi xong tôi đi khám bệnh viện Từ Dũ là người ta nói là cũng như mình lớn tuổi rồi mình bị có dấu hiệu là ung thư cổ tử cung đó, thành ra người ta không có cho mình để, người ta biểu phải bỏ. Tôi khóc dữ lắm chú, tôi bỏ mà tôi khóc, người ta đưa uống nhiều thuốc mà tôi không bỏ được thì nó vô. Thì tôi kể chú là từng đứa nè, thai thứ ba là anh trai là Bùi Đức Hạnh, thai thứ tư là Bùi Hiếu Hiền, Bùi Hiếu Hiền, thai thứ năm là gái không nha, sao ba đứa là gái không à, trai gái nó vô nó nói hết. Thì tới thứ tư là Bùi Thanh Hiếu, rồi tới đứa út là sau này là mới 3 năm nay đó, là Bùi Hiếu Nghĩa, là cũng như mình đặt nó cũng xen kẽ mà sao mình ráp lại là Hạnh Hiền Hiếu Nghĩa đó, bốn đứa không biết làm sao cái gì làm sao mà mình đặt, tại vì thứ ba rồi tới thứ năm rồi mới trở lại thứ ba vậy, thứ út đó mà mình lại đặt mà ráp tên lại vậy. Đây là tôi mới đi lên chùa, là họ cũng như mấy năm nay mình, năm ngoái mình cũng có đi, mà đi chùa ở Long An á, chùa An Nhiên ở Long An á, cũng có gửi dông, mà lúc đó là sư chị đặt tên mà nó không có chịu, và nó theo về mình mới trình của quyền, mình mới đặt tên nó lại là từng đứa là vậy đó, mình mới đưa lên chùa đó thì nó chịu ảnh đó. Mà chú coi bây giờ thì từ hồi tháng 3 là 30 tháng 4 tới giờ là tôi với My là đi ăn chay luôn, mình đạo hảo mà như hồi trước giờ đó. Mình cũng lâu mình ăn, thì bữa nào mình rảnh thì mình cũng còn rảnh thôi vậy đó. Nhưng mà từ hồi tháng 3 tới giờ là tôi My ăn chay, hai mẹ con ăn chay luôn, ăn mặn là My nó mất họng nói ra trên à. Chú con nó giật nè, rồi mới ăn chay, giật cho tay giật chân luôn, rồi nằm trong phòng á, mà nó bị gì rồi ra đây nằm là tôi chỗ này, chỗ tôi nằm nè, tôi ngủ có mình nè, cha nó thì ngủ ngoài trước. Chú coi rồi cái rồi ăn chay, mấy mẹ hai mẹ con ăn chay mấy tháng nay mà nó cứ đòi đi mẹ với chị phải lên chùa ở tu với con vài ngày rồi về. Thì hôm rằm tháng năm tôi có lên một lần là lên chùa đó, là dịch bệnh là lên cúng xong về tới giờ rồi, chiều nay nó thôi con trả xác lại cho chị đi, thì đi chùa chạy xuống dưới cúng là 8 giờ đi xuống chùa cúng thiển, đi mạnh dạng một ngày sáng rồi cũng đi bình thường vậy đó. Mà tới cúng xong và tặng áo cởi áo cúng ra về thì đầu nó giật lại vậy nè, chú coi nó không chịu cho, nó không cho về luôn á, chú coi đó, nó giật vậy đó. Giật cái xác chiều nó hằng vậy lắm chứ không phải là tấp về đâu. Trời chiều nó làm vậy lắm chú ơi, nó trợn trắng hai con mắt nó lên hay mà nước mắt nó tu vậy đó. Mà tôi năn nỉ đi mà nó làm 3 lần vậy đó. Tôi năn nỉ xong mà con trả xác cho chị đi, mẹ niệm Phật, em mẹ mẹ hồi hướng cho con chứ con làm gì hoài, mẹ biết làm sao mà đi chùa mẹ đi không được chứ đâu phải mẹ gạt con đâu. Rồi nó vô nó nói đứa nào vô mà là ngộ lắm chứ, mấy đứa nó nhập vô xác là một cái tính cách nó y như người sống mà con mình nó sao vậy đó. Cái thằng con trai á mạnh thì nó vô nó cũng như nó là con trai nó lớn vậy ha, nó không có khóc như mấy đứa con gái này. Nó vô nó chững chạc đó, còn mấy cái này thì nó vô nó khóc mà đi tu vậy đó. Thì tôi đưa đi, đưa ba đứa đi, vừa là Đức Hạnh chịu ở nè, Thanh Hiếu chịu ở nè, Hiếu Nghĩa chịu ở nè, Hiếu Nghĩa là út á, còn Hiếu Hiền là thứ tư không có chịu nữa. Mẹ hai mẹ với chị không ở chùa, con không ở, rồi theo về mà sao lạ chứ, một cái dông mà nó lại theo chị rồi theo mẹ luôn. Chú biết hôm tối tôi nằm ngủ vậy nè, tôi thì có bệnh nằm ngủ hay quen là mình giống như mình tập thể dục mình vừa lớn nhất vậy nè chú, nó không cho đâu, nằm xuôi là gì nè, nằm ngang ha, nó gịch tôi ha, nó gịch đủ cách, nó làm tôi ngứa, nó làm này kia đủ cách, tôi phải nằm xuôi lại. Rồi bên này tôi dỗ tôi là con nằm xuống đây với mẹ đi, nằm xuống mẹ niệm Phật, mẹ bắt pháp cho con nghe. Thì nó qua nó nằm là nó đi tới đâu là
có một cái cục giống như là cái máy lạnh hay cái quạt gió mà nó phà mát cái chỗ đó là mình biết nó gì đó chứ. À, tức là mình có cái cảm giác nó lạnh lạnh ở phía sau mình ha. Đúng rồi, à, nó lạnh cái mặt. Thì mình dỗ dỗ biểu con nằm đây nè, thì tôi nằm ở đây, nằm bên đó chứ. Con nằm đây với mẹ đi, à, mẹ niệm Phật với con. Thì ở đầu là cũng như nó đang mát trên mặt mình phải không? Yeah. Cái nó xuống tới ngàn đây, nó xuống tới ngàn cái họng mình là mát ở đây. Yeah. À, rồi cái hôm trước á, cỡ khoảng mà mưa bão mà lạnh đó, cái nó vô sát mà nó vô, mỗi lần nó vô là nó không nói chuyện với My là mình biết, My nó không nói chuyện mình. Yeah. Nó không nói chuyện, còn bình thường thì My nó mặn hoạt bát vậy đó. Cái tôi mới kêu lên thì nó nói, mẹ ơi con lạnh lắm, nói vậy thôi con lạnh vậy để mẹ đi mua cái mền cho con, mẹ đốt cho con chứ mẹ biết làm sao bây giờ. Yeah. Thì mua cái mền về, cái tôi cũng kêu vô xác rồi con nhìn con chịu cái mền gì không, mà tại mình thấy nó giống như mà mình cũng mua cái mền nhỏ. Yeah. Tôi mới nói nè con coi con chịu thì mẹ đốt cho con, mà con không chịu á thì mẹ đổi cái khác, cái chịu chịu thì tôi ra thì đốt. Nhưng mà cái bữa mà trước bữa đó mà nó kêu mua mền ha, tôi nói chú em nó lạnh tôi, nó quặn tới đâu là tôi lạnh, tôi chịu không nổi tới đó. Yeah. Mà từ khi đốt cái mền cho nó là nó mát thôi chứ nó không còn lạnh mình nữa, tại vì nó theo mình á. Nói chú nghe, cái tay cánh tay tôi nó theo rồi cái ha. Tối tôi ngủ như tôi đi đậu hôm vậy, tôi nói khuya nay 4 giờ cái chị cúng là mới có 3 giờ là nó kêu rồi đó. Nó gạch cái tay tôi, nó gạch cái tay rồi cái đầu tôi thì nó ngăn cái đầu luôn nó kêu đó. Còn mới hôm qua anh kia nè, cái tôi nói cha nó đồ để máy giặt á, nó thôi đi để đi, thì 4 giờ tôi thứ chị tôi cúng xong rồi sáng tay mình cúng xong mình ngồi mình niệm Phật 2-3 tiếng vậy đó, thì sáng tôi giặt đồ cái chú coi nó có 1 giờ đi mà nó kêu rồi đó, nó kêu cái nó đỡ nó gặp tôi không được rồi, nó làm tôi ngứa cùng mình chứ. Yeah. Tôi mới mở điện thoại tôi coi, tôi nói mới có 1 giờ con ơi, thôi cho mẹ ngủ đi, 4 giờ mẹ hết thức à. Yeah. Đó chú nói nó kêu rồi nó làm đủ cách hết trơn á, nhưng mà cái là mình không thấy nó thôi nha, nhưng mà nó tới đâu nó quằn tới đâu. Buổi trưa mà tôi nằm giọng tôi ngủ á, là cái giọng tôi không có đưa mà nó đưa cái giọng. Yeah. Nó nắm giọng nó đưa à. Đó. Đưa giọng luôn đó, rồi nhà nó đưa cái giọng hồng vậy đó. Yeah. Có mắt vậy đó. Yeah. Đó được cái là nó không có hận mình chứ. Tôi hỏi chứ con có quán hận mẹ không, có hận con có hận mẹ, con thương mẹ thì đi tu hết trơn à, bốn đứa nó tu. Yeah. Mà giờ nó kêu chị phải tu, mà mình thì còn công việc làm ăn thì nợ nặng miên mi, nó đau mấy năm nay mà nó mới vô xác nó nói đây mình mới biết. Yeah. Chứ đó giờ đi lo hết tiền hết bạc luôn. Giờ nhà thì bán trà sữa rồi bỏ bánh tráng, mà giờ dịch này cũng mới bán là được có mấy ngày nay hả. Yeah. Thế mà chứ có cái gì bây giờ, bởi vì mấy hôm dài bữa tôi điện tôi gửi cái clip đó cho chú là định nhờ chú gọi cho cô Ba Hoa Lý hay là cô Năm Thảo gì đó. Yeah. Rồi gọi tiếp coi có chuyện với ông được sao nhờ khuyên tiếp, chứ giờ nghe năn nỉ nó mà giờ ở chúng con mình xuống chùa người ta không biểu mình mơ này nè, 10 giờ trưa nè xuống cúng rồi về chứ đâu có được ở lâu đâu, cũng như cúng lén không á, mà chúng con nó không chịu rồi nó giật rồi tôi năn nỉ không, nãy giờ nằm niệm Phật rồi nghĩ tới chú rồi điện chú đó. Yeah. Chứ hồi lúc trưa là tôi điện chú đó mà máy bạn điện không được. Yeah. Hồi lúc trưa cũng hại lắm, hai con mắt nó trợn mà bây giờ nó ngủ để có gì ngày mai nó vô xác. Yeah. Nó nói chuyện lúc quay mà, cho chúng coi. Lúc mà em nó vô sát đó là cô quay lại coi nó nói gì ha. Yeah. Nhưng mà nó nói chuyện nhỏ lắm chứ, rồi như nó nói 1-2 tiếng mà nó nói nhỏ xíu à. À. Hồi trưa này bà nội ăn điện cái bà nội biết nội la hay à, đi chùa tu đi đậu màn ăn, nhưng mà cái này cũng như giống như mình nó còn nhỏ, như đứa nít mình phải dạy dỗ cái gì đó chú. Yeah. Chứ nó đâu có nhưng mà nó một mực nó đòi đi chùa ở Hòa Hảo hả? Nó đã ở chùa tu rồi nhưng mà nó muốn mẹ với chị là phải đi ở chùa tu luôn nó mới chịu. À, nó mới chịu hả? Ở vậy ha. À. Ừ. Chứ nó đã tu rồi, nó tu chú biết hôm tháng 4 rằm tháng 4 là hồi đó giờ là tôi bán gà rán á, mà gà thì người ta mặn sẵn rồi, người ta ăn ra mình mua cái ức để mình về mình rửa mình cắt nào nào mình bán gà rán á. Cái chú rồi thì tôi mang 6 ký mà tôi xác định 3 ký còn phân nữa,
cái tự nhiên cái nó vô tôi, mà nó cũng như cái thần thức mình thì mình còn quản lý thần thức mình được, còn mi thì nó chiếm luôn thần thức mi luôn đó. Cái nó vô tôi cái đang xác thịt gà, tự nhiên nhìn gà thịt gà máu nó tươm tươm đó, cái tự nhiên bỏ cái dao miếng thịt xuống kêu Phật ơi cứu con, Phật ơi cứu con, không ăn nữa, không ăn nữa, nghĩ nghĩ mà nghĩ mà. Yeah. Tôi nói chú nghe con tâm má tôi chịu nổi, tự nhiên tôi nhìn má tôi sợ quá. Yeah. Cái tôi bỏ xuống chỗ nằm, em ở ngoài trước nó nghe la quá, nó chạy vô mẹ, mẹ làm sao, mẹ mẹ đừng làm con sợ. Cái từ từ cái tôi niệm Phật, cái tôi tỉnh tỉnh rồi cái nói thôi con qua nói với ngoại qua mà giùm mẹ nữa, ăn nữa cái gà này đi, mẹ mà không mà ngoại không ăn giùm chắc mẹ thảy cho cá ăn hết quá. Thì tôi giái tôi mới nói thôi à, cho mẹ màng đi rồi mẹ bán lấy vốn là mấy trăm ngàn này mẹ nghĩ. Mà chú ơi tôi nói nha, mình ăn chay thì cũng bình thường, mà cái gì mà nghe cái mùi gì mà thịt cá mà ướp mà nấu thơm cỡ nào là tôi với người ói gần chết luôn, không có, yeah. có tiếp xúc được. Nhưng mà cha nó đâu có ăn cơm chung đây được đó, yeah. cha nó ăn mặn là phải về nhà phải nấu cơm ăn, nghe mùi cá mùi gì là anh chịu không nổi, nước mắm chịu không nổi, không có chịu được luôn. Là... rồi là tôi mới rồi nói gì nghĩ bán gà, nghĩ bán gà thì bán hoành thánh cũng bằng thịt gà thịt heo mình xây đó. Rồi cái mi nó mẹ thôi nghĩ bán gà thôi bán hoành thánh đi hết, nhưng rồi mẹ kêu cha mua thịt để cha xây. Cái chú coi thì nói cha thì chịu làm thì cha làm. Cái chú coi bán cũng như còn 2 ngày nữa là hết, nhưng tôi mới lấy cái cối xây thịt đó tôi xây tiêu. Chú coi xây xong rồi cái cối nó gãy tan nát hết trơn luôn, rồi nó không cho mình làm nữa, thôi nghỉ nghỉ luôn, nghỉ không có làm nữa. À, không làm món thịt luôn. Vậy là các phần của các con chị là cũng nó theo độ chị với mi kêu hai người gán lo tu luôn đó, tu theo nó đó. Dạ, thì đó đó, bởi vậy chú coi bây giờ nó đòi mẹ với chị phải đi lại chùa ở. Ừ. Nó nói là nó nói với mình là ở nhà ngày, nhưng mà tôi biết là chắc không ở nhà ngày được với nó đâu chú. Ừ. Là cái chùa Phước Điền chạy ruộng mà bà Năm ha. Dạ. Là bà Năm là tôi điện hỏi thăm bà Năm hoài, bị gì bà Năm chỉ mới biết, chứ hồi đó giờ mình đi các chỗ mình không biết. Bà Năm nói á, nếu mà nó đòi uống sữa là con cho uống trực tiếp vô xác. Rồi chú biết không, 3 ngày là nó vô nó uống sữa, mà cái xác mi thì mi nó đâu có chịu uống sữa đâu. Dạ. Sữa tanh lắm, mi hồi đó giờ nó uống sữa rồi giết rồi uống sữa tư nó đâu chịu nổi, tôi mới đổi qua Milo cho nó uống. Ngày nay nó vô 3 đứa nó về rồi, đứa ở đây nó là 4 đứa là hết luôn. À, Đức Hạnh Hiền Hiếu Nghĩa vô được 4 đứa uống nguyên lốc Milo 4 hộp luôn, rồi tôi phải mua hộp nhỏ vậy nè chứ đâu có mua hộp bự đâu. Uống xong cái bụng mi nó phình lên rồi nó đi ra nó ói chứ chịu gì nổi. Chứ là nó tâm uống Milo mà còn tâm. Ê, giờ niệm Phật nãy giờ niệm dữ lắm luôn, niệm hay năn nỉ, niệm năn nỉ không con ơi, con đừng có giật nữa, đây cho chị ngủ cho khỏe đi, sáng mẹ chở chị đi chùa, con làm gì mẹ cũng được. Tôi coi nó làm tôi đủ cách hết trơn. Mà nó không có phá gì mình, nó thương lắm. Cha nó tại lúc không biết là ăn mi á, nó vô xác rồi nó nằm nó lừ đừ hoài, mi không ăn uống gì chân đau không uống thuốc, cái cha nó mới dậy nói mày nằm hoài đi, tôi với tao chán quá, tao bỏ tao đi luôn, tao mang nhiêu tiền tao lo thuốc cho mày chứ. Mà mày nằm hoài tới ăn tao cũng phải lo cho mày nữa. Cái nó nhập vô nó nói mẹ 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 đừng có, mẹ nói cha với em nó đừng có chửi chị nữa, đừng chửi chị nữa. Mà chuyện này nó quá làm dữ rồi chú, hồi chiều á nó trợn mắt nó lên, nó làm cái cha nó không sợ mi lấy thuốc giật cho uống, mà ổng không biết. Cái tôi nói thôi ông ngồi đây đi, ông ngồi đây ông vuốt ông năn nỉ con tiếp tôi đi, ông đừng có cho uống thuốc nữa, ông không tin thì ngồi đây này, chiều nay ông mới tin. Để hồi ấy ông cũng không tin kiểu vậy mà ông không tin đó. Thì chiều cái lần thứ ba là 6 giờ chiều tôi cúng không, nó trợn mắt nó lên cái ổng nhét viên thuốc dịch vô, ổng nói sao kỳ, nếu mà không dịch là ổng chở đi bệnh viện nữa đó. Cái tôi mới nói năn nỉ nó, con bây giờ tự nhiên mình cũng nghĩ là thôi con trả xác cho chị đi, giờ mẹ chở con xuống chùa ở gần nhà nè. Đó, thì năn nỉ từ từ nó mới trả xác lại thì mới tỉnh lại, rồi đầu hai mẹ con mới léo cúng đi xuống chùa cúng. Yeah. Cúng rồi về nhà cúng cũng không phải đâu. Nếu mà giờ chú con giật vậy đó, nó giật vậy là nhẹ đó. Cũng vẫn còn giật vậy đó. Nó giật tay chân, nó giật dữ lắm chú, chiều nó giật dữ lắm. Kiểu mà nó tức á, tức mà tôi nói chú nghe nước mắt nó tuôn tuôn vậy đó, bao chùi nước mắt không kịp vậy đó. Mẹ năn nỉ con, mà đứa này vô nhập vô xong mày nói chuyện xong mà tới đứa khác ra,
tôi nói chuyện chú mà cái cánh tay đó nè, nó giật 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 vậy đó. Cái sáng á, tôi cũng như tôi thức dậy tôi cúng xong mà tôi đi đóng nước, thì cũng như sáng bữa nào mình nấu mì nấu đồ ăn mình kêu nó ăn vậy đó, thì có bữa 8 giờ cái tôi nấu nước cái nó giật giật cánh tay tôi, nó là con đợi mẹ chút đi, mẹ nấu nước rồi mẹ mẹ làm đồ ăn cho con ăn. Sáng nấu tô mì hay là làm đi nét vậy đó thì kêu nó ăn uống xong vậy đó, ăn cho chiều ăn gì cũng kêu vậy đó, mà ăn chay không mà ăn cũng chay không mà đó. Chứ coi tôi mà ngủ như vậy ha, nó gật cái tay tôi, giật cái tay tôi không thôi, nó ngứa tùm lum mình mẩy gì ra, nó làm đủ kiểu hết bốn đứa làm đủ kiểu hết trơn. Mà mình mà mình thì mình có cái bệnh mình nằm mình hay gác chân lên nhất vậy nè đó, quay ngang mình gác chân, gác rồi mình cúng xong 9 giờ mình vô mình coi điện thoại mình gác chân nhất không được, phải quay xuôi lại gì đó để nằm ngang là không được. Rồi nè, tôi nói rồi bé Mi này năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 23 tuổi đó chứ phải nhỏ sao? 23 tuổi mà nó hành hồi đó giờ mình đâu có biết đâu. Rồi cái bệnh nói chứ nay tôi đi viết rồi đi bệnh viện huyện Hồng Ngự đó, thì mới lần đầu 2-3 tháng đi một lần, đi lên nằm bệnh viện thì người ta truyền nước biển với lại thuốc mê á, ta truyền vô cho nó ngủ mê không mà viết rồi chú coi tháng đi lần viết là nửa tháng đi lần viết là từng lại đi 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 về nhà thì giật cái gì nữa. Như là cái bác sĩ điều dưỡng đã nói chị ơi chị dáng nói với em nó vượt qua đi chứ thuốc mê thuốc này chích hoài là không có tốt, không có tốt không chị ạ. Đúng rồi. Bởi vậy đó, đó chú coi đó. Được, nếu mà không dịch là cha nó nóng ruột là ổng kêu xe cấp cứu chở đi nằm bệnh viện đó. Đưa đi bệnh viện chích thuốc nữa, mai nó là nguy hiểm lắm. Bây giờ đó, mình, bởi vậy đó. Bây giờ mình chỉ có cái là giờ ví dụ như nó đi rồi mấy cái dông nó đòi đi chùa tu đó thì mình lựa một cái nơi nào có đức độ vị thầy nào đó đến nó khuyên nó rồi cho nó ở đó nó tu hành luôn đi. Thì nó đã tu rồi nhưng mà nó muốn mẹ với chị phải phải ở với nó mới chịu. Phải ở. Tôi biết không, hôm gần tháng 5 là tôi đi lên chùa chạy ruộng đó đó. Tôi đi là tôi xuống đò tới Hà Châu Giang, tôi xuống phà là hai cái ống quyển tôi nó dặn ốc là tôi nghi nữa rồi, thì nó rồi cho nó theo mình về nữa, nó không chịu ở. Thì tình về tới nhà cái nghi nó nằm dùi nó chịu chặn dặn, tôi cũng kêu lên cúng. Thì mình mỗi lần nó vô là phải đốt nhang cúng rồi nó mới vô xác, nó nói thế sao mà mẹ đưa con đi, con đòi mẹ đưa con đi chùa rồi mà tại sao con ở mà con về nữa. Cái nó khóc, nó nói mẹ đưa con đi mà mẹ không ở lại với con, mẹ với chị không ở lại với con. Nó con ơi, tại dịch bệnh mà mẹ với chị không có ở được, thì trần gian này có cơn đại dịch mẹ với chị đâu có ở, con thằng thức con cái hồn con đi đâu cũng được, còn mẹ với chị là cái xác đâu có đi được đâu. Nó nói chú nói đủ thứ hết trơn. Giờ thì ba phần hạnh với hiếu với nghĩa thì ở chùa tu rồi, mà giờ cũng như mình hứa với nó là dằm tháng 7 này nè là mình lên mình thăm nó đó, mà tại vì dịch này mình không có đi được đó chú. Bây giờ nó khóc kiểu như nó nói là mình hứa lụi với nó vậy đó. Nó lụi nó rồi nó về nha, nó nhập vô nó về nó đòi mẹ phải lên chùa với con. Mà mình nói nó đâu có hiểu được đâu, nó đâu có biết là dịch bệnh mà mình đi không được vậy đâu. Giờ nếu mà đi phải mà đi bệnh viện là đầu chích thuốc mê ngủ xuống ngủ hoài ngủ gì đó, hãy giật lên đi đâu người ta truyền thuốc mê ngủ yên mà không giật, mà về tới nhà là giật gì nhớ chứ qua giật tay vậy tay chân giật hết vậy. Ở đâu chị xây mặt của bé Hiếu là cho em coi kỹ rồi coi đi nè, nó mặt đi nè. 23 tuổi rồi ha, 23 tuổi đủ mèo á. Bởi vì bây giờ chú biết không, tôi quán tôi nghĩ rồi, hồi xưa mình cũng còn nhỏ rồi mình khổ quá mình cũng không có làm gì nuôi con mình, mà mình lỡ vậy mà giờ khổ biết nhiêu nó. Bởi vì từ lúc tôi tu tới giờ là tôi với cha nó là bị á, giờ cũng tôi không còn nghĩ tới chuyện đó, tôi cũng nói với ông thôi giờ nó tu. Chú biết không, ổng nhậu nhẹ ông thêm cúng mà ổng không hồi chiều nay tôi năn nỉ tôi nói thôi ông cúng rồi ông này ông ngồi niệm Phật với tôi đi chứ mình tôi không đủ ngồi được có nửa tiếng than đau lưng, tôi nói chứ ông nhậu ông ngồi mấy tiếng đó là sao, mà mình khuyên ổng mà ổng nhậu không có giác ngộ được chứ mình. Thế vậy hai mẹ con bởi vì mà cái khuyên ổng chờ nguyên đó nó hết rồi nó màng dữ lắm chú ơi, tôi nghiệp nó màng hoài đó, mà từ hồi mà cỡ hổm dài cỡ 10 bữa nay mặt mày sáng hực à, nếu mà mấy cái phần này không vô ha là mấy mặt mày nó sáng hực à,
nó không có bệnh. Lúc trước thì nó nằm triền miên, nó nằm nó ngủ hoài vậy, nó không ăn gì chứ, chỉ có ăn khi nó gì ăn rồi nó ngủ, nó nằm xuống vậy đó. Nó hành xác rồi nó giật nó vậy đó. Nhỏ mới nằm mấy ngày nay mừng chứ ơi. Rồi bây giờ rồi bé My thường ngày nó có cúng lại ăn chay gì không? Bình thường hồi lúc trước á ha, là tại vì nó bệnh hoài à, chú biết không, đi khám bệnh á thì người ta nói bị bao tử HP, rồi đi khám đi mà chú coi đi bệnh viện đang nằm mình nhi Hồng Ngự đó, là bác sĩ người ta nói thôi sẵn cơn nó giật gì nè chị đưa lên chạy dãy cho người ta chụp MRI coi cái não nó làm sao, thì đi chụp người ta cũng nói bình thường, người ta cũng đưa thuốc bổ với lại người ta giật vậy nè, cái người ta nói bị thiếu canxi, cái là người ta đưa thuốc canxi ống hai đầu nhọn đó chú, chú uống rồi cái cũng không hết, rồi cái chú coi ba ngày mà đi hai cái bệnh viện, rồi cái thấy gì cái đi lên bệnh viện Biên Hòa nữa, rồi bệnh viện 175 nữa, rồi năm năm kia năm 2019 mà 20 Tết mà đi mổ u nang nữa, u nang đi mổ tới 27 Tết là qua năm 2020 đó. Đó là mổ nữa, mi này nó bệnh biết bao nhiêu nói, chứ là hồi xưa là mình nuôi heo đó chứ, mi nó nuôi heo, rồi cái chừng nó bị bệnh gì nè. Hồi lúc mà nó giật nhiều, cái tay chân nó y như con heo mà bốn cái chân mà ta chói mà ta móc vô căn gì đó. Hồi xưa cô đưa con, hồi lúc trước là chị nuôi heo bán hả? Đúng rồi, hồi đó là bên chồng là bên bên gia đình chồng là cái nghề là nuôi heo nái đẻ heo con, nuôi heo thịt đó. Rồi cái tôi nuôi heo nái, cái nuôi được thời gian cái tôi thấy heo nái nó đẻ con nó dậm đạp mình thấy tội quá đi, tôi mới dái thì nói thôi cho con có cái nghề gì khác đi, con làm con nghỉ nuôi heo chứ nuôi heo thấy tội quá. Thì tôi dái gì tôi mới đi làm cái nghề bánh tráng, tôi mới bỏ nuôi heo. Đó rồi tới năm 2012 cái bà nội My bà đi sắp cặn cho heo ăn, cái tôi thấy bà đi mình tôi nghiệp bà, cái tôi mới kêu My nè thôi con đi tiếp với nội đi, ai ngờ đâu nó đi với bà cái nó mời luôn chút, nó mời luôn cái bà, là lúc đó là tôi nghỉ luôn rồi tôi bỏ nghề nuôi heo. Cái bà nội nó bà mới cho nó con heo để nái đặng đẻ nuôi, thì cho nó đẻ nuôi nữa thì nó nuôi bán thịt giết rồi đó. Cái tới chừng nào mà tôi thấy nó bệnh nó giật gì nè, nó phát bệnh nó giật lên là năm 2018 tới giờ là nó bệnh lên nhiều, là nó giật gì không nè, rồi đi bệnh viện hoài rồi đó, kêu tôi mới không cho nó nuôi nữa. Thì ông nội nó cũng kêu bà nội nó, bà nghỉ nuôi heo đi, tôi dái bà nghỉ nuôi heo tôi ăn chay một tháng. Cái bà nội cũng không chịu nghỉ, cái ông nội bị tai biến nằm chỗ rồi mười mấy con heo thịt mà cỡ 50-60 kg với mấy con heo nái, chứ biết chiều nay cho ăn sẵn sẵn, sáng mơ vô giỡn mù mờ đi chơi không còn con nào. Cái mới điện xả xuống chôn hết là mới nghỉ nuôi tới giờ. Và chỉ coi còn hồi mà tôi mới có thai My này nè, là tôi thì ở với cha mẹ ruột tôi ăn thịt gà thịt heo thôi chứ còn ngoài cái gì tôi không ăn. Rồi cái về bên chồng cái mình có thai nó được đâu 2-3 tháng, cái bà nội nói với bác hai là chị em bạn dâu của tôi á, chở tôi đi mua con rùa về ăn muối ăn, mà mình đâu có ăn được đâu, mình không biết đâu, thì cha nó ổng làm ổng ăn muối ổng đưa mình ăn mà nó tâm mình ăn không được ổng ăn đó, thì ăn con rùa đó đó. Ngày năm 2018 á, là ông My nó phát bệnh, là trước khi nó phát bệnh vậy nè, tôi mới ngủ tôi nghe người ta nói tại mày ăn con rùa mà con mày bệnh vậy đó đó. Thì tôi nghe nói mấy ngày, tôi nói với cô nó nghe thì mấy ngày sau là nó bị gì tới giật giật gì. Mà nói chung là mình tạo nghiệp quá nhiều rồi chứ, mà nghiệp đủ thứ nghiệp hết, nghiệp nuôi heo nghiệp. Ấy giờ tôi ngồi tôi cúng á, tôi cúng rồi tôi niệm cúng xong rồi tôi ngồi tôi niệm Phật, tôi hồi hướng cho tất cả con gì mình mặn ăn đó, tôi giấy hết. Đó rồi hổm giờ tôi nguyện với đức thầy nói thôi con giờ con không còn ham cái gì chuyện đời, giờ dọn ăn bặn đẹp để tôi không có ham gì nữa chứ. Cái tôi mới nguyện đó, tóc mình nó năm giữ nay là mình duỗi rồi mình nhuộm nữa đó. Rồi cái tôi mới nguyện nói thôi để hết dịch mở cửa mà tiệm muốn tóc mà người ta làm lại, con nguyện là con đi cắt tóc đào này, con bỏ con chỉ để tóc đạo thôi, là tóc đen đó. Cái tôi giấy ngày cái chú coi sao tự nhiên hôm qua 14 cái nhỏ ở gần nhà nó làm tóc, là cái tôi đi cắt, chú coi tóc tôi cắt gì đó, cắt từ bỏ cắt ngang bỏ ở đây chị yêu, ở đây chị quay mặt cho em xem lấy mặt cái chị cái, dạ cắt ngắn đi ha, dạ anh trai.
anh trai mà mập lên á, anh trai mà mập lắm, hai mẹ con mập lắm. Mì hồi trước cũng nói nó ốm vậy lắm mà giờ nó cũng có da có thịt lạ rồi. Anh trai mà mập tôi đó, mập, anh trai mà mập lên rồi tôi đi cắt tóc tôi bỏ hay là giờ vậy đó, cậy đẹp xấu gì cậy nó đi. Cái chú tôi nói đi, cái hôm qua cái bữa đó tôi ngồi tôi cúng buổi sáng năm giờ mấy tôi ngồi tôi cúng tôi niệm Phật tới 6 giờ mấy. Cái sao ở ngoài chứ cửa có một bướm nó bay vô, nó bay vô tự nhiên nó bay trên cao nó đáp xuống ngay trước mặt mình ở dưới gạch đó mình ngồi. Cái mình niệm Phật cái nó nghe mình niệm Phật, cái thấy gì tôi nói nghĩ nó chắc bướm cũng nghe mình niệm Phật rồi thôi, muốn nghe niệm Phật thì cứ bay lại đây niệm Phật với tôi. Thì qua hôm sau đó tôi thì tôi cúng, trước khi tôi cúng là tôi tắm, tôi tắm sạch sẽ xong rồi là tôi đi cúng liền à. Buổi chiều cũng vậy, mặn gì mặn mà tắm là phải đi cúng đi ngồi niệm Phật liền. Cái sáng năm giờ mấy sáng cái tôi tắm cái tự, mà cái cửa nhà tắm mình đóng mà không biết sao con bướm vàng nó bay vô vòng vòng trên đất nhà tắm á. Cái tôi mới nói để tôi tắm xong mà tôi mới cúng, tôi ra tôi cúng thì xong lê quay sao không thấy nữa. Thì tới buổi chiều tới 6 giờ, một bữa 5 giờ là mình đi tắm mà đang 6 giờ mình cúng mà bữa đó làm mà hơi chạy rồi 6 giờ chưa có đi tắm thì cũng thấy mùi bướm bay quẩn quẩn vòng vòng nữa. Em nói thôi để vô đi tắm rồi cúng. Thì hôm qua cũng vậy, tôi vừa cắt tóc xong tôi định đi về thì tôi thấy ở cái nhà của nhỏ cắt tóc đó bướm bướm nó bay ra. Cái từ mốt hay bay tới luôn vậy hả? Cái nói đâu có đâu chị. Cái mình mới chỉ mình nói vậy đó, chàng không biết sao mà bướm bướm mà mình đi đâu nó cũng bay theo mình, đi cắt tóc nó cũng thấy nữa mà nó quẩn quẩn mình vậy đó. Mà nói chú tôi niệm Phật màu nhiệm cái gì nè, cũng như mới đầu mình ngồi mình niệm thì nó ngứa cho mặt mày mình, nó ngứa nó đau chỗ này đau kia, cái tôi cũng vượt qua. Tôi nói đau mà tao kệ đi, bây giờ tôi đã nguyện tôi niệm Phật tôi phải đi từng nước thang để tôi lên tới cõi Phật A Di Đà tôi mới chịu. Cái chú coi tôi ngồi tôi bằng áo dài cúng, bình thường thì mình cúng thì nực quá mình bắt quạt gió ha. Cái tôi cúng ngồi niệm cái hơi nóng trong mình nó ra đó, rồi mồ hôi rồi này kia nó tiết ra đó, cái mình bắt cái quạt gió nó đâu còn cái cảm giác mát nữa đâu. Cái thấy gì qua hôm sau tôi cúng tôi ngồi tôi không bắt quạt gió, cái lưng mình nó chích chích. Cái tôi nói cái quạt gió mà mình còn thua, mình không thắng nó được, mình thua nó làm sao mà mình đi tiếp được. Cái tôi không bắt quạt gió, tôi ngồi tôi niệm lát sau cái lưng mát lạnh luôn. À, từ đó tới bây giờ là tôi không bắt quạt gió luôn, không nực gì cũng không bắt quạt gió là mình vượt qua được cái quạt gió. Còn chú coi đi ngủ mà lạnh mà tôi đắp mền đâu có được với hiền đâu, tại vì nó theo mình nó ở hai cánh tay mình nè. Tôi đắp mền là nó quậy luôn sao bung, giống như là đứa con mình mà đứa nít mà nó hay nằm với mình mà mình đắp mền mà nó ngọt, nó lo nho vậy. Nó đắp mền không có được. Cái có bữa con mi ra nó mẹ sao tối con thấy bà ngủ mà lạnh mà nằm một khăn tay mà không đắp mền mà nó sao bà không đắp. Mẹ có đắp được đâu con, mẹ đắp là nó lo nho nó đắp bung hết trơn, đắp đâu được đâu. Gì vậy? Đắp không được, đắp không được. Bây giờ là giống như mình lạnh nực á thì mình vượt qua cái quạt gió được đó. Bây giờ lạnh thì cũng không đắp mền, hay nằm khăn tay. Thôi cố gắng nha chị, tu tập được vậy là tốt rồi, để từ từ nó vậy. Giải nghiệp của chị, giải nghiệp của gia đình. Bởi vậy giờ đó, cái tự nhiên mình tu cái mình ham đi, mình thấy coi chú quay cảnh núi non chỗ này chỗ kia mà tự nhiên cái dịch tới cái mình không đi được à. Cái không đi được cái buồn thấy ghê. Bởi vậy giờ là nằm là coi cái này cái kia đó, rồi cậu của My nè, còn thằng em trẻ út nó cũng ba nó cũng ở vậy, nó đi làm công ty thuốc nhỏ mắt ở Bình Dương đó, mà nó cũng tu, nó cũng không lấy vợ nữa, nó cũng ăn chay 3 năm nay à, nó ở đó. Nó làm rồi nhẫn nó thì nó chạy lên núi vào tiếng nó tu cho nó. Cái chú coi làm tháng giêng là 3 năm trước đó nha, cái ông ngoại ông mới đặt cái lợp vắng ở sau hè bến sông gần bến phà nè, nhà tôi gần bến phà chạy già mã quà nè. Cái dính con vắng, cái bà cô bà đi ngang bà nhìn con vắng nó khè bà sợ không, kêu ông ngoại mi đi. Cái ông mới bắt nhốt con vắng đó là cỡ ngày 12 mà tháng giêng đó, là 3 năm trước đó. Thì tôi mới mẹ tôi bả xuống, mà hồi đó tôi ở dưới kia bả xuống bữa nay không bắt được con nhắn. Cái tôi mới nói chàng ơi, mẹ dầm tháng giêng này là dầm lớn nhất đó, mà sao bà không thả thì mình để mà chi mà nhốt qua ngày dầm mới ăn gì tội chết. Cái bả nói để cho tôi về tôi thả, mà bả sợ ổng đâu dám thả mà bả giấu mình vậy đó.
cái chú coi thì qua ngày 16 cái đầu mang con rắn nó bầm cho ông nhậu. Chú nhậu xong rồi nó khiến hai ông bà quánh lộn, mà bà uống mắt ông thì tét miệng, còn bà cô mà chỉ con rắn đó thì ông cự với bà cô đó, ông không nói chuyện luôn. Cái tôi mới kể cho cậu mê này nghe, cái nó thấy gì, cái tự nhiên cái đàn trai nó niệm Phật hồi hướng cho rắn, cái đàn trai tới giờ 3 năm nay đó. Nhà tôi ở nhà bên nè, nhà bên hông nè thì nhà tôn, bên đây nhà tường, chuột xạ nó không có vò vô được, nhà bên đó nó vô, nó vô cái nó ỉa tùm lum. Cái đêm đó ông mi đó cỡ này nè, chắc này còn thấy cái nó thấy nó bò lên mà mình lấy đồ lao mình ém cái lỗ hết trơn rồi, mà nó cũng vẫn bò. Chú coi sáng ra hả, một bữa nó ỉa không có chỗ, sáng ra nó quậy tùm lum nhà nó làm gì, nó bỏ làm cho bỏ ghét vậy đó. Cái tôi cũng niệm Phật, cái tôi giấy cái lấy cái vật của bà ngoại nó về hẹ để nó tối nó chung vô, thì sáng tôi xách ra sau hè tôi thả là mình tôi niệm Phật, chứ tôi không có dám giết, tại mình thấy giờ mình quậy mình không có sát sanh nữa, con kiến con muỗi mình cũng không có giết nữa. Cái chú coi tôi xách đi thì tôi niệm Phật, tôi giấy giấy đức thầy độ cho mấy con chuột nữa, nó đừng có vô nhà nó phóng quế nó, chứ con giờ con không có tùy tiện sát sanh được, thì đức thầy độ con đi, cho con niệm Phật cho mấy con chuột này đi. Thì chú coi có 3 ngày 3 đêm là nó không có vô nhà từ tới nay, không có vô nó ỉa, không có vô dập vô gì chứ. Để cái dập đó nó cũng mình thành tâm mình giấy vậy đó, là cái hết rồi. Mà tôi buồn cái chuyện gì thì tôi niệm Phật, tôi nhiều là mình tâm sự với Đức Phật với Đức Thầy không gì. Mà bây giờ cái này tự nhiên nó gì vậy, tôi cho độ cho các cái dòng của con chị đó, cho nó về chùa nó tu hành đi, nó đừng có theo phá cái xác chị đó nữa, để cho gia đình yên ổn mà làm ăn tu hành này kia. Khuyên nó, chị khuyên nó, tại tại chị nói nó nghe, chị có cái đức là chị có cái đức là chị nói cho con nó nghe đó. Thì chú biết không, hồi lúc trước đó nó không có nói, mà bây giờ đó là tự động mình nói chuyện, mình kêu nó thay khẩu nói chuyện là nó, thậm chí mà tôi đi thầy mà thầy nói bà làm thầy bà còn đi thầy chi nữa, như mình điện mình nói chuyện đó, tại người ta thấy là mình nói chuyện với dân trực tiếp được vậy đó. Mà giờ không biết làm sao luôn chú ơi, thì giờ năn nỉ nó thì tôi nói giờ ngày mai 10 giờ chở nó xuống chùa, thì đi hàng ngày đi xuống chùa vậy, chứ giờ mình đâu có ở chùa được. Mà việc mình làm mình đâu có xuất gia được đâu, tu tại gia thì được chứ đâu có xuất gia được đâu. Không, thời buổi này chị tu, chị tu tại gia đấy chứ chị đừng xuất gia mới không bị xuất thịt luôn á. Thì bà ấy vậy, mình đâu có đi được, mình ăn con mình nó gì vậy? Mình vừa làm ăn, mình vừa lo tu hành thiền để giúp đời đó, còn mình còn có ở ngoài mình còn giúp đời nữa chị. Dạ mình đi đó đi luôn cho nó dễ. Cảm ơn chị chia sẻ nha, chúc chị sức khỏe nha chị. Nếu mà có gì á chú kết nối với cô Năm hay cô Ba gì đó coi giùm mi, như khuyên giùm mấy cái dòng giùm coi sao chứ. Rồi ok, để sáng mai để sáng mai đi rồi em điện lại cho chị gặp cô Năm nha. Cho cô coi nói chuyện với mấy đứa này giùm. Ok chị. Chào chị. Cảm ơn chú nhiều nha. Chúc chú ngủ ngon nha.